Chào các bác, video hôm nay em lên sóng cho các bác chiếc đầu băng cối Tech A4300. Nói đến Tech thì là một trong những cái thương hiệu âm thanh đứng đầu trong cái dòng đầu băng cối rồi. Thưa các bác, những cái model đến từ Tech thì thường cho một cái chất âm dày dặn, tiếng rất là mộc mạc, đặc biệt là cái phần vận hành cũng như cái phần cơ của nó thì siêu bền cùng với thời gian. Những cái model đến từ Tech có một cái thiết kế nó bền dáng và cái giá thành rất là hợp lý cho các bác chơi. 4300 là một cái model dường như là chưa bao giờ hết hot. Bên em thì về máy nào thì là bán ngay máy đó, một cái dòng máy cho cái chất âm vượt trội so với tầm tiền, thiết kế cũng rất là đẹp và đặc biệt là các bác chơi cái model này thì dùng nó lành và nó bền, rất là trâu bò luôn. Hôm nay thì bên em có tuyển chọn được một em 4.300, hàng đẹp xuất sắc luôn, tình trạng hàng đấu mạng đẹp keng. Em xin quay chi tiết và chia sẻ giao lưu cho các bác. Tech 4.300 và với cái thiết kế là toàn bộ máy là mặt nhôm phay màu trắng, có những cái đường vân ngang nổi khối rất là đẹp và bắt mắt. Phần bên dưới thì chúng ta sẽ thấy là cái model 4.300 và dòng chữ Automatic của bác. Đấy, trông rất là rõ nét các bác nhé. Đấy, model họ làm trực quan, nổi bật và dễ dàng nhận biết. Dòng này thì chạy băng 3, băng 5, băng 7 inch, 4 track, auto reverse 2 chiều tự động các bác nhé. Xuống bên dưới thì chúng ta sẽ thấy là bên tay trái thì có một cái cụm đồng hồ công tơ mét, rồi một cái phần tem, tem giấy đây vẫn còn đầy đủ luôn, rất đẹp luôn. Phía bên dưới thì có 3 nút. Đấy, một nút là bật tắt nguồn, một nút là repeat và một nút là điều chỉnh cái phần tốc độ của máy. Sang bên phải thì hệ thống cái dây dẫn băng, cụm bánh tỳ còn rất đẹp luôn. Đấy, các cái phím bấm chức năng ở đây. Con này là phiên bản thu nhỏ của 6.300. Chất âm không khác gì 6.300. Tuy nhiên thì cái giá thành của nó rất là hợp lý. Xuống bên dưới thì chúng ta sẽ có hai cụm đồng hồ vu rất nổi bật với ánh sáng vàng. Khung mặt ngoài được làm bằng kính và kim loại hợp kim nhôm, rất là đẹp và bắt mắt. Các cái phím volume của đường mic, volume của đường line, rồi volume tổng được bố trí theo thể hàng ngang. Chế độ chuyển đổi giữa đường tép và đường xuồng, các cái phần phím gạt này cho phần thu các bác nhé. Máy thì được hãng trang bị hai cái hồi gỗ ở hai bên, rất là đẹp và sang trọng, tăng thêm cái độ thẩm mỹ cho chiếc đầu 4.300. Ai hồi gỗ thì bên em còn đẹp, không có chảy xước sứt mẻ gì cả. Tiếp tục thì mời các bác chúng ta quan sát phần nội thất ở phía sau. Đấy, tấm lắp lưng còn rất đẹp và phần ốc thì em đã tháo sẵn rồi. Bây giờ thì mời các bác quan sát phần nội thất của em 4.300. Em 4.300 này nội thất với hệ thống là sắt xi 7 màu, rất đẹp. Động cơ đây là sử dụng động cơ là 3 motor, cánh quạt gió còn trắng bóc luôn. Ở đây em đang cho động cơ chạy nhưng mà rất là êm và mượt. 3 motor các bác nhá, 1 này, 2 này, 3 này, tất cả các cái ốc này còn nghiêm phong nguyên, những cái vệt sơn họ chấm họ nghiêm phong ở trên ốc vẫn còn đầy đủ các bác nhá. Motor chạy rất là êm. Đấy, tất cả các cái chi tiết được bố trí sắp xếp gọn gàng cũng như là ngăn nắp. Nội thất là sắt xi 7 màu, rất là đẹp luôn. Và chúng ta sẽ xem cái số series của em này. Em này là 18164 các bác nhá. Sử dụng nguồn điện áp 100V, có hai đường line out và hai đường line in giống như là trên 6.300. Tổng thể nội thất thì các bác xem rất đẹp, phần nguồn làm lớn hơn cả 6.300. Máy móc thì đã test căn chỉnh vận hành hoàn hảo luôn. Có bảo hành đầy đủ cho các bác yên tâm chơi. Và đối với cái sản phẩm 4.300 này thì giá thì vẫn như ngoài mọi khi thôi. Đấy, giá thì vẫn như thường lệ các bác nhé, là 12 triệu cho em 4.300 này. Giá thì không bao gồm xương băng, cũng như là chưa bao gồm phí ship. Các bác quan tâm thì alo cho em, 12 triệu cho em 4.300. Bây giờ em xin test vận hành của máy, mời các bác chúng ta cùng nghe. Xin được kính dân quý vị, quý bạn đã dành những thương, những mến và
và đã vung quén cho tên tuổi ngày hôm nay. Tình bơ vơ, một bài hát của nhạc sĩ. Cái này thì chất âm rất hay và hợp lý ở trong cái tầm tiền các bác nhé. Chủ đề tạ ơn người, tạ ơn đời, trong tiếng hát nửa vời nức nở. 18 ca khúc trọn lọc bởi một số tác giả quen thuộc để kết thành bằng bằng tiếng hát chế linh. Vâng, chất âm rất là mộc mạc trên chiếc đầu 4.300, giá bán 12 triệu đồng. Các bác có nhu cầu alo cho em. Em xin bật cái chiều ngược lại để cho các bác chúng ta cùng nghe. Em này thì cái chất âm của nó mộc mạc và tiếng nó rất hay, vận hành rất là bền và ổn định. 12 triệu đồng cho em 4.300. Các bác có nhu cầu alo cho em. Em xin test chức năng tua máy để các bác xem. Máy tua rất là mượt. Đấy, con này thì động cơ khỏe. Rồi, các bác có nhu cầu thì alo cho em. Và em xin kết thúc clip này tại đây.